Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ hai ngày 1 tháng 3 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin thế lực nào đã đì Vũ Đức Đam. Có thể nói rằng ông Vũ Đức Đam là một trong những quan chức của Đảng Cộng sản Việt Nam lấy được lòng dân nhiều nhất trong thời gian vừa qua. Đó là điều khó mà phủ nhận được. Hơn nữa, ông Đam cũng là một quan chức được đào tạo bài bản ở nước ngoài, một giá trị hiếm có trong chế độ của Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong chính quyền của Đảng này, không thiếu những con người học bài bản từ nước ngoài, nhưng hầu hết họ tỏ ra vô dụng. Ví dụ như ông Nguyễn Thiện Nhân chẳng hạn, người ta không thấy năng lực quản lý của ông Nhân thể hiện qua mặt nào cả. Hay như ông Hoàng Trung Hải, ông này cũng từng du học tại Anh Quốc. Tiếng Anh nói lưu loát, nhưng cuối cùng những gì ông ta làm là sai phạm rất lớn trong các dự án mà ông Nguyễn Tấn Dũng gọi là quả đấm thép. Hay như Nguyễn Thanh Nghị cũng tây học với bằng tiến sĩ tại Hoa Kỳ, nhưng trên cương vị bí thư tỉnh Kiên Giang, ông ta đã để xảy ra sai phạm đất đai ở Phú Quốc. May mà thế lực của Nguyễn Tấn Dũng còn đủ mạnh để đỡ đần cho cậu con trai tránh khỏi hình thức bị kỷ luật cách chức do ông Nguyễn Phú Trọng đưa ra. Đây là hình ảnh ông Vũ Đức Đam, một trong số rất ít người trong lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam lấy được cảm tình của người dân. Trong chế độ của Đảng Cộng sản Việt Nam, có thể nói ông Vũ Đức Đam làm cho người ta cảm nhận được ông là một con người có khả năng quản lý nhiều Nguyễn Bá Thành. Đấy là điều hiếm thấy, và thực tế cho thấy người ta thấy rằng có năng lực quản lý nhưng Nguyễn Bá Thành lại bị đứt gánh giữa đường. Đơn giản vì ông ta giỏi quản lý nhưng không đủ độ thâm hiểm để đề phòng đối thủ bản thân mình như ông Vương Đình Huệ hay ông Phạm Minh Chính. Đó là những nét cơ bản về những gì mà ông Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đang sở hữu. Ông ta sở hữu một kết quả bất kỳ ai trong Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay có mơ cũng không có. Và thông tin câu hỏi đưa ra là ông Vũ Đức Đam là ai? Ông Vũ Đức Đam sinh ngày 3 tháng 2 năm 1963, hiện là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 11, 12 và 13. Ông quê tại Hải Dương. Vào năm 1982, ông được chính quyền cử đi du học tại Bruxelles, Bỉ. Hoàn thành vào năm 1988. Đây là hình ảnh ông Vũ Đức Đam, không phải là người có lý lịch khủng như ông Phạm Bình Minh, nhưng là một phó thủ tướng được đánh giá là có thực học như Phạm Bình Minh. Từ khi học ở Bỉ về, ông Đam công tác chủ yếu trong ngành bưu điện với các chức danh khác nhau. Từ tháng 10 năm 1988 đến tháng 10 năm 1990, kỹ sư, công ty xuất nhập khẩu dịch vụ kỹ thuật bưu điện, Tổng cục Bưu điện. Từ tháng 10 năm 1990 cho đến tháng 2 năm 1992 là chuyên viên Ban Phát triển Kỹ thuật Quan hệ Đối ngoại, Tổng công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam. Từ tháng 3 năm 1992 đến tháng 4 năm 1993 được thăng lên làm chuyên viên Văn phòng Tổng cục Bưu điện. Từ tháng 4 năm 1993 cho đến tháng 10 năm 1994 là Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Hợp tác Quốc tế Tổng cục Bưu điện. Trong quá trình làm kỹ sư cho Tổng cục Bưu điện, ông học chuyên ngành kinh tế ở Việt Nam và đến năm 1994, ông bảo vệ thành công luận án Phó Tiến sĩ Kinh tế, chuyên ngành Kinh tế Thế giới và Quan hệ Kinh tế Quốc tế tại Viện Kinh tế và Chính trị Thế giới. Vì là người đã từng du học trời Tây nên ông nói tiếng Anh và tiếng Pháp khá lưu loát. Quá trình làm việc tại Tổng cục Bưu điện, ông Đam được đánh giá là một kỹ sư giỏi, một nhà quản lý ngành có năng lực và theo một số thông tin nội bộ cho biết, trong giai đoạn này, ông đang đi lên bằng chính đôi chân của mình. Tuy nhiên, nói thế không có nghĩa là Vũ Đức Đam không có lý lịch hồng. Nếu không có lý lịch hồng thì ngành bưu điện không cử ông sang Bỉ học kỹ sư. Tuy nhiên, lý lịch của ông không được khủng như những người khác, ví dụ như Trần Tuấn Anh, Nông Quốc Tuấn hay Nguyễn Thị Thanh Nghị. Để chuẩn bị bẻ lái từ Tổng cục Bưu điện sang Văn phòng Chính phủ vào ngày 19 tháng 2 năm 1993, ông Đam xin kết nạp đảng vào ngày 19 tháng 2 năm 1994. Ông được kết nạp chính thức. Sau khi được kết nạp đảng thì tháng 10 năm 1994, ông Vũ Đức Đam nhận chức Phó Vụ trưởng Vụ Quan hệ Quốc tế Văn phòng Chính phủ cho đến tháng 11 năm 1995 thì ông chuyển sang quyền Vụ trưởng rồi Vụ trưởng Vụ ASEAN thuộc Văn phòng Chính phủ đến tháng 8 năm 1994. Ông đã được ông Võ Văn Kiệt chọn làm trợ lý và trở thành người mà ông Kiệt xem là rất thân cận. Được biết việc tuyển chọn trợ lý hỗ trợ Thủ tướng để xử lý các công việc chính phủ là công việc của Văn phòng Chính phủ. Thời kỳ công tác ở Văn phòng Chính phủ, ông Vũ Đức Đam được Bộ trưởng chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ khi đó là ông Lê Xuân Trinh tín nhiệm và chọn Vũ Đức Đam
giới thiệu làm trợ lý cho Võ Văn Kiệt từ tháng 8 năm 1996. Ông Võ Văn Kiệt làm thủ tướng cho đến tháng 9 năm 1997 thì nhường chiếc ghế lại cho ông Phan Văn Khải và giữ chức cố vấn ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam từ tháng 12 năm 1997 đến tháng 4 năm 2001. Sau tháng 4 năm 2001, ông Võ Văn Kiệt không còn chút quyền hành gì trong tay nữa, nhưng ông ta muốn giữ Vũ Đức Đam làm trợ lý cho ông. Đấy là điều kỳ lạ. Mãi đến tháng 3 năm 2003, ông Kiệt mới để ông Đam thôi làm trợ lý cho mình. Vậy có thể nói ông Vũ Đức Đam dường như đã rất thuyết phục được trái tim của ông Võ Văn Kiệt. Đấy là một lợi thế để ông Đam tiến thân xa hơn nữa trên con đường sự nghiệp chính trị của mình. Lý lịch của ông Đam không khủng như Nguyễn Thị Nghị hay Trần Tuấn Anh thì có được sự đỡ đầu của ông Thủ tướng Đảng Cộng sản Việt Nam thuộc hàng tín nhiệm bậc nhất là một lợi thế rất lớn đối với ông khi đó. Được biết, sau khi được ông Võ Văn Kiệt giới thiệu thì Ban Bí thư khi đó đã thực hiện công tác luân chuyển cán bộ để chuẩn bị cơ cấu lên cao. Đây là bước đệm khá chắc chắn cho Vũ Đức Đam. Việc bổ nhiệm ông Vũ Đức Đam về địa phương để chuẩn bị cơ cấu của ông Đam đã trải qua các chức vụ ở địa phương như sau. Từ tháng 3 năm 2003, Ban Bí thư phân công ông Đam làm Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch tỉnh rồi Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh từ tháng 4 năm 2003 và ông giữ chức này cho đến tháng 8 năm 2005. Từ tháng 8 năm 2005, ông được thuyên chuyển về Bộ Bưu chính Viễn thông giữ chức Thứ trưởng. Và nhờ đó, vào tháng 4 năm 2006, ông vào được Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 10. Kể từ tháng 11 năm 2007, ông được Ban Bí thư thuyên chuyển về làm Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tỉnh Quảng Ninh. Từ tháng 5 năm 2008, ông Đam giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh cho đến tháng 3 năm 2010. Đây là hình ảnh ông Vũ Đức Đam ký bản giao chức Bí thư tỉnh Quảng Ninh cho Phạm Minh Chính vào tháng 8 năm 2011. Và từ tháng 8 năm 2010, ông trở thành Bí thư tỉnh Quảng Ninh và đến tháng 1 năm 2011, khi đại hội lần thứ 11 diễn ra, ông chính thức trở thành Ủy viên Trung ương Đảng cùng đợt với Võ Văn Thưởng và Phạm Minh Chính. Lúc đó, ông Đam nắm Bí thư tỉnh Quảng Ninh, còn Võ Văn Thưởng nắm Bí thư tỉnh Quảng Ngãi. Ông Đam nắm Bí thư tỉnh Quảng Ninh cho đến tháng 8 năm 2011, rồi sau đó chuyển chiếc ghế này cho Phạm Minh Chính. Phải chăng ông Võ Văn Kiệt đã gửi gắm Vũ Đức Đam cho ông Nguyễn Tấn Dũng? Vào năm 2003, ông Kiệt đã giới thiệu Vũ Đức Đam để được cơ cấu làm cán bộ nguồn cho Bộ Chính trị. Tuy nhiên, vào năm 2008, ông Võ Văn Kiệt đột ngột nhận được cái chết bất thường. Dư luận cho rằng ông Kiệt phải chết vì ông có xu hướng thần phương Tây. Không biết tin đồn này có đúng được bao nhiêu phần trăm, nhưng rõ ràng so với những người có ảnh hưởng lúc đó như Đỗ Mười, Lý Đức Anh hay so với người đang là Tổng Bí thư khi đó là Nông Đức Mạnh, thì ông Kiệt có tư tưởng cấp tiến hơn rất nhiều. Chính vì tư tưởng cấp tiến mà ông Kiệt mới hợp sức với Vũ Đức Đam đến như vậy. Có tin cho rằng vào năm 2006, ông Kiệt đã gửi gắm Vũ Đức Đam cho tân Thủ tướng lúc đó là ông Nguyễn Tấn Dũng, một người miền Nam như ông Kiệt. Và đó là lý do tại sao vào năm 2011, sau khi Vũ Đức Đam hoàn thành quá trình luân chuyển về địa phương theo ý của ông Kiệt, thì Nguyễn Tấn Dũng đã kéo ông Đam về chính phủ, giao cho chức Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ. Ông Vũ Đức Đam giữ chức Bộ trưởng này cho đến tháng 11 năm 2013, thì được ông Nguyễn Tấn Dũng cất nhắc lên làm Phó Thủ tướng Chính phủ. Đây là hình ảnh ông Võ Văn Kiệt, người được cho là được đào tạo và tạo đà cho Vũ Đức Đam vào Trung ương. Đấy là những gì mà ông Nguyễn Tấn Dũng đã làm đối với Vũ Đức Đam. Việc làm này của ông Dũng được cho là vì trách nhiệm gửi gắm, chứ theo đánh giá, ông Dũng không chuộng cũng không ghét Vũ Đức Đam. Bởi đơn giản, ông Dũng không thích Trí Thức, mà việc ông giải tán nhóm Trí Thức cố vấn do ông Võ Văn Kiệt và ông Phan Văn Khải đã sử dụng là một minh chứng như vậy. Theo đánh giá chung, ông Vũ Đức Đam giỏi chuyên môn, giỏi quản lý nhưng khả năng đấu đá lại kém chứ không như ông Phạm Minh Chính. Ông Vũ Đức Đam được đánh giá là người có năng lực tựa như Nguyễn Bá Thanh, tuy không ăn nói mạnh miệng như ông Thanh. Bơ vơ vì không có bè phái lớn che đỡ nên bị các thế lực khác đi xuống và lại ngói lên. Muốn tiến thân vững chắc trong Đảng Cộng sản Việt Nam thì cần phải có hai yếu tố. Thứ nhất là lý lịch khủng, thứ nhì là được thế lực đỡ đầu. Nguyễn Thành Nghị, Trần Tuấn Anh và Phạm Bình Minh đều có đủ hai yếu tố trên. Võ Văn Thưởng và Phạm Minh Chính cũng được cho là có hai yếu tố quy của đó. Tuy nhiên, đối với Vũ Đức Đam, lý lịch có hồng nhưng không khủng như những người kia. Đồng thời, thế lực đỗ đầu Vũ Đức Đam
cũng không còn ở thời cực thịnh nữa. Ông Võ Văn Kiệt thì đã mất từ lâu, còn ông Nguyễn Tấn Dũng thì dồn hết tâm sức cho cậu con trai Nguyễn Thanh Nghị, chứ ông quan tâm gì Vũ Đức Đam. Chính vì thiếu vắng thế lực khủng đỡ đầu mà đến hôm nay ông Vũ Đức Đam vẫn đang bị đì ở Ủy viên Trung ương Đảng nhiệm kỳ 3. Trong khi đó, người vào Ủy viên Trung ương một lượt với Vũ Đức Đam như Võ Văn Thưởng và Phạm Minh Chính thì đã là Ủy viên Bộ Chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam nhiệm kỳ thứ 2 và được cất nhắc lên các vị trí rất cao trong Đảng cũng như tới đây trong Chính phủ. Ông Phạm Minh Chính thì nắm vị trí thứ 3, thực chất là về quyền lực thì đứng thứ 2, còn ông Võ Văn Thưởng thì nắm vị trí thứ 5 với chức thường trực Ban Bí thư của Đảng. Đây là hình ảnh ông Vũ Đức Đam, người được cho là không giỏi trong vấn đề tranh giành quyền lực ở cung đình. Những thế lực lớn muốn đánh bật ông Vũ Đức Đam thì không được, vì thực tế ông Đam là người có năng lực quản lý hơn họ. Tuy nhiên, nếu cho một người có năng lực lên cao là không nên, vì như thế ông ta sẽ làm lu mờ những lãnh đạo cấp cao khác. Vì vậy mà ai cũng muốn đi cho Vũ Đức Đam dẫm chân tại chỗ nếu có thế lực mạnh hơn. Vì thế, lực yếu nên ông Vũ Đức Đam bị coi thường, thậm chí bị ganh ghét. Mà cụ thể là vụ ông Mai Tiến Dũng đã chỉ trích ông Vũ Đức Đam trong một lần họp báo về công tác phòng chống đại dịch viêm phổi Vũ Hán. Ông Vũ Đức Đam thì bị đi là vì như thế, vì thiếu thế lực khủng đỡ đầu. Và khi Vũ Đức Đam chưa tá túc được vào thế lực nào trong hai thế lực mạnh hiện nay là thế lực Nguyễn Phú Trọng và thế lực Phạm Minh Chính, thì ông Đam sẽ còn bị đỉ mãi chứ không thể tiến xa được. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d ngày hôm nay thứ hai ngày 1 tháng 3 năm 2021 với bản tin Thế lực nào đã đỉ Vũ Đức Đam? Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .d.